44. Thiền sư Đoan Dụ Phật Trí ở Dục Dương. Sư Hòa Tiền, quê Phủ Thiệu Hưng, từ khi được yếu chỉ nơi thiền sư Diên Ngộ khắp trụ các chùa to. Ban đầu sư Phùng Chiếu trụ Cảnh Sơn, vua ban Phật hiệu Phật Trí Đại Sư. Kế sư dời trụ chùa Dục Dương. Sư thường dạy chúng: một pháp nếu có lớp lớp vách sắt núi bạc, muôn pháp nếu không chốn chốn chìm không kẹt lặng, còn mắt mình nếu chính thấy gai nhọn cũng dẹp. Một pháp chẳng rơi vào duyên trần, muôn pháp vốn không chướng ngại. Núi là núi, nước là nước, tục là tục, tăng là tăng, chẳng khác chẳng đồng. Dù cho thế ấy vẫn là đóng cửa ráp xe, chưa phải mở cửa lắp trục. Lại phải biết trên đỉnh để một cái, làm sao rõ. Xưa này tròn trịa không giá thiếu, sức mạnh ma la mở chẳng ra. Sư dạy: khi đi bạc dấu đi, khi nói không vết nói. Đi nói nếu đến thì ụ đất sinh tên, tức mũi tên. Đi nói chưa rõ thì tên thần cũng gãy. Dù cho nói không rỉ chảy, đi chẳng quên đường, vẫn kẹt giỏ chảy. Nếu là chim đại bàng cánh vàng, bay nhanh trăm ngàn do tuần, ngựa thần mười bóng chạy tột bốn phương tám hướng, chẳng mắc chỗ ăn uống, chẳng tùy chỗ chôn thân, thảy không có chỗ nương tựa, lại có phần giẫm đạp hay không? Cõi cõi bùi bùi là yếu tân. Sư dạy chúng nhắc. Nam Tuyền nói: lão tăng 18 tuổi đã biết tạo kế sống. Triều Châu nói: tôi 18 tuổi liền biết tan nhà nát cửa. Hiểu chăng? Tạo kế sống mới hiểu tan nhà nát cửa, tan nhà nát cửa mới hiểu tạo kế sống. Giả sử vàng rồng làm thành, bạc trắng làm vách, thiền duyệt làm thức ăn, giải nghĩa làm nước tương, kẻ thiền tăng bổn sắc chẳng ưng ngó lại. Sao vậy? Hà chẳng thấy nói, kẻ mắt sáng vào hang ổ, dù cho muôn dặm không chán tành, nên khéo một chùy đều đập nát. Hãy nói một câu chẳng rơi vào tiếng tu, làm sao nói? Sư im lặng dây lâu, nói: cây dông cỏ lát nếu biết mặt xưa rực rỡ, dẹp hết đầy bồn đầu tử đỏ. Sư gõ phất tử một cái. Sư dạy chúng: khi chưa thấy ấy, một câu siêu Thích Ca Diệt Di Lặc, đến lúc rõ phá chẳng được nửa phần. Sao vậy? Chỉ vì chấp thói quen. Nếu gọt vuông được tròn như đầu cọp một sừng, lưng rồng sinh cánh, là điềm lành điều tốt. Nếu bình thản trầm lặng, buồn ngủ thì nhắm mắt, cơm đến thì há miệng. Hãy nói gọt vuông được tròn phải hay bình thản trầm lặng phải? Lại biện được chăng? Dù cho biện được cũng là gò chén bể. Sư dạy chúng: trọn đại địa là con mắt sa môn, trọn đại địa là ánh sáng chính mình. Vì sao ở Đông Phất Du kiện đánh trống ở Tây Cù Na Di chẳng nghe, ở Nam Thiệm Bồ Châu đốt đèn ở Bắc Uất Đơn Diệt tối mò? Dù cho nhằm trong đây nói được thập toàn, vẫn là kế sống quan ảnh. Sư cầm phất tử đánh một cái, nói: trăm hỗn loạn thế nào là con đường xuất thân? Nếu thực chẳng thấy, theo đường hái hoa hướng dương. Sư dạy chúng: một chùy liền thành, chẳng phải kẻ tính tháo. Một nhảy ngàn dặm, chẳng phải con ngựa hàng huyết. Mũi nhọn chẳng bày, chùy sát không lỗ. Tám mặt linh lung, nhiều rộng ít thật. Dù được quỷ tây treo và minh phù, đỉnh môn đủ con mắt kim cương, tột đầu thấu đuôi sinh sát
lẫn hành mặt kia, ma Phật hiện trước, liền khéo đào bén chặt hết. Hèn nói, căn cứ cái gì được như thế? Cần biết chăng? Ngọc Bá nhẹ đưa núi biển tối. 45. Thiền sư pháp giới Phật tính ở Đại Quy. Sư họ Lý, người đất thuộc, thuở nhỏ chuyên nghiệp nho, văn chương nổi tiếng. Bỗng sư chán tuột xuất gia thọ giới cụ túc. Sư vào khắp các tuần lâm thân cận, các bậc kỳ túc, nơi ngũ gia tông phái. Sư khéo được gia phong riêng ở Diên Ngộ. Sư nhận được tủy khi Diên Ngộ ở Đạo Lâm, Tương Sơn đều cử sư làm thủ tọa. Sau sư nhận khai pháp ở Đức Sơn, sư dạy chúng. Tổ sư nói, muốn được hiện tiền chớ còn thuận nghịch. Ông già Thích Ca là cái gì? Giày cỏ rách, một đại tạng giáo, là giấy cũ lau ghẻ. Đạt Ma 9 năm xoay mặt vào vách, ngủ vùi chưa tỉnh. Cả thể các ông trong da không máu, trong mắt không gân, lại nhầm trong này tìm cái bát gì? Mời mỗi người trở về phòng đi. Sư dạy, dừng dừng chẳng cần nói, pháp ta diệu khó nghĩ. Ông già Thích Ca vô cớ nhầm trên đất sạch mà ỉa. Các người tăng thượng mạng nghe, ắt chẳng kính tình. Kia kia kẻ trường phu, các người nhầm chỗ nào thấy ông già Thích Ca? Nếu là thấy, được vào cửa Đức Sơn, chưa vào Thất Đức Sơn. Hãy nói, Thất Đức Sơn làm sao vào? Sư im lặng giây lâu, nói, 30 năm sau. Sư dạy, có khi mở miệng quấy, có khi mở miệng phải, lời thô và ngữ tế đều về đệ nhất nghĩa. Ông già Thích Ca tiếng chim hát, Đạt Ma Tây sang mùi phân hôi, chỉ có con trâu trước núi thần phóng hào quang soi trời đất. Sư dạy, pháp chẳng dậy mà dậy, tối đi sáng lại, đạo chẳng thế mà thế, sấm dậy mưa bay, liền được ngàn sông đua chảy muôn suối dành trôi. Đầu núi sóng bủa ngập trời, đất bằng người cá cũng ở, chớ hỏi mầm tăng trưởng như nay trên đầu mênh mông. Tuy nhiên nước đến thành đàm, đâu ngờ qua vẫn chẳng đến. May thầy mây tan mưa tạnh, sóng lặng mòi yên, mặt trời sáng lên không dạng tượng đồng vui. Hãy nói công lớn chẳng chủ một câu, làm sao nói? Lão quê chẳng biết sức nghiêu thuấn, đùng đùng đánh trống tế thần sông. Sư dạy, kiếm báu cầm lại liền dùng, hà có nghi ngờ? Lông mày dựng đứng liền đi, lại không xoay lại. Tất cả chỗ dược này suốt xưa, tất cả chỗ cắt đứt lồng lưới, chẳng phạm mũi nhọn, cũng chẳng đoái xem. Riêng dược vật ngoại thì hãy gác, khi muôn cơ tan hết thì thế nào? Mùa thu tháng 8 chỗ nào nóng? Sư dạy, thanh văn ngộ đạo chưa khỏi dính nước trong lỗ tai, thấy sắc sáng tâm cũng là ném cát trong con mắt. Dù được mảy may không chướng ngại, có không đồng là không, dưới bạc chính mình, trên không dinh ngưỡng. Riêng xa vời bạc tình trần, cao dòi dọi lìa phân biệt, vẫn là việc bên kia. Hãy nói việc bên này lại làm sao? Thôi luyến đầm lạnh cây không bóng, hãy xem tháng 6 hoa tuyết bay. Sư dạy, động thì bóng hiện, giác thì băng sinh, chẳng động chẳng giác, đất cây không khác. Thiền tăng đến trong đây phải có một con đường chuyển thân mới được. Nếu chuyển được, chia 3 thành 6, sướng 9 thành 10, nhét tù gì trong hạt cải, ném đại thiên ở phương ngoài. Nếu chuyển chẳng được,
giữ hang quỷ ở núi Người, chẳng khỏi là tinh linh. Sư dạy, đạt được nhân không, pháp không, chưa gọi gia phong tổ Phật, thấu được toàn dụng toàn chiếu, cũng chưa phải yếu diệu thiền tăng. Cần phải đạp phá cổng, chắc biết được một lỗ hướng thượng. Thế nào là lỗ hướng thượng? Xuân lạnh tuyết động, đầu núi chết thiếu niên. Sư thượng đường, niết bàn không đường khác, phương tiện cửa có nhiều. Sư cầm gậy lên nói, xem. Cây gậy của Sơn Tăng, một ngụm hớp cạn nước Tây Giang. Cả lý ngư ở biển Đông nhảy phốc trời tam thập tam. Đế Thích nổi giận, nắm núi Tu Di đấm một đấm tan nát. Địa thần Kiên Lao chấp tay tán thán rằng, xem kỹ pháp Pháp Dương. Pháp Dương như thế. Sư cầm cây gậy gõ giường thiền một cái, xuống tòa. Sư dạy, vào cửa Đức Sơn liền đánh, đất bằng sinh gò. Vào cửa Lâm Tế liền hét, không gió nổi sóng. Cầu Chì chỉ dựng một ngón tay, chưa khỏi mập mờ. Tuyết Phong đánh ra ba chiếc cầu, trẻ con đùa thích. Đến trồng đầy thấy dùng chẳng được. Đầu bằng tháng 6 tam phục cam lồ khắp ướt. Nước đủ đồng cao lúa xanh nam quảnh. Nông phu vỗ bụng tiều già ca to. Gia phong cổ Phật nghiễm nhiên như còn. Nơi đây hội được cùng vui thăng bình. Nếu như chưa được, chỉ biết việc đi qua trước mắt, chẳng ngờ trên đầu già đến rồi. 46. Thiền sư An Dân mật ứng ở Hoa Tạng. Sư Hòa Chu quê ở Phủ Gia Định. Buổi đầu sư giảng kinh Lăng Nghiêm ở Thành Đô là bậc được trọng vọng trong hàng nghĩa học. Khi ấy Viên Ngộ ở Diêu Giác, sư cùng thiền sư Thắng kết bạn cùng đi đến. Sư nghe Viên Ngộ tiểu tham nhắc việc quốc sư ba phen gọi thị giả. Triệu Châu niêm rằng, như người viết chữ trong tối, chữ tuy chẳng thành, văn thể đã bày. Trong kia chỗ nào là văn thể đã bày? Sư tâm nghi, thấp hương vào thất. Viên Ngộ hỏi, tòa chủ giảng kinh gì? Sư thưa, kinh Lăng Nghiêm. Viên Ngộ hỏi, kinh Lăng Nghiêm có 7 chỗ hỏi tâm, biện thấy có 8 hoàng, cứu cánh tâm ở chỗ nào? Sư trình nhiều kiến giải, Viên Ngộ đều chẳng nhận. Sư lại thưa thỉnh. Viên Ngộ dạy, tất cả chỗ dùng văn thể đã bày hội. Bỗng gặp vị tăng thưa hỏi về thập quyền đàm, mới nhắc hỏi tâm ứng anh nhan màu gì. Viên Ngộ gan giọng nói, văn thể đã bày. Sư nghe liền có tỉnh, bèn cầu ấn chứng. Viên Ngộ bảo, dùng bổn sắc kiên truy. Sư lại mờ mịt. Một hôm sư bạch Viên Ngộ, hòa thượng thôi nhắc thoại, đợi con nói xem. Viên Ngộ chịu. Sư thưa, bình thường cầm chùy dựng phất, há chẳng phải trong kinh nói tất cả thế giới đã có các tướng đều là bồ đề diệu minh chân tâm? Viên Ngộ cười bảo, ông xưa này ở trong đây làm kế sống. Sư lại thưa, khi hét hay gõ giường thiền, há chẳng phải phản văn văn tự tính, tính thành vô thượng đạo? Viên Ngộ bảo, ông đâu chẳng thấy trong kinh nói diệu tính viên minh, lìa các danh tướng. Sư ngay câu này liền thấu hiểu. Viên Ngộ ra đất thục trụ giáp sơn, sư liền thôi giảng đi theo hầu. Viên Ngộ vì chúng già tham, nhắc nhân duyên, buồm xưa chưa treo. Sư nghe chưa lãnh ngộ, bèn cầu quyết nghi. Viên Ngộ bảo, ông hỏi ta. Sư nhắc thoại trước,
Viên Ngộ bảo: "Cây bá trước sân." Sư liền thấu suốt, thưa với Viên Ngộ: "Cổ nhân nói một giọt nước gieo vào hồ to, đâu chẳng biết biển cả gieo vào giọt nước." Viên Ngộ cười bảo: "Làm gì được kẻ này?" Chưa bao lâu, Viên Ngộ cử làm đệ nhất tọa. Viên Ngộ nói bài kệ: "Thôi khoa tứ phần bãi lăng nghiêm, dưới án đầu mày triệt để tham. Chớ học lương công gần mã tổ, lại như đức sơn hỏi long đàm. 7 năm qua lại vào chiêu giác, tam tải bay lên thẳng bích nham. Kim nhật phiền mời đệ nhất tọa, hoa trắng rặng tùng hiện ưu đàm. Sau sẽ đến yết kiến Phật giám ở Tường Sơn." Phật giám hỏi: "Phật quả có câu chẳng vì người loạn nói, từng vì ông nói chăng?" Sư thưa: "Ngậm lấy miệng chó." Phật giám gan giọng nói: "Chẳng phải đạo lý này." Sư thưa: "Không người cướp túi muối trà của thầy, kêu to làm gì?" Phật giám bảo: "Nếu Phật quả chẳng nói, ta vì ông nói." Sư thưa: "Hòa thượng nghi thì thối diện riêng tham đi." Phật giám cười: "Hả, hả?" Sư khai pháp ở Bảo Ninh, kế dời sang Hoa Tạng, xoay lại lãnh Trung Phong. Sư thượng đường: "Chúng mua hoa, chừ ta mua tùng. Xanh xanh nhan sắc chẳng bằng hồng, tính ra trọn chẳng cùng thời hợp, về lại đi chừ trong rừng xanh." Tức cười cổ nhân nói thế ấy, giống như trốn núi nhảy xuống hồ, tránh chìm gieo vào lửa, chỉ bằng tùy phần đến đầu quốc thước 8, thước 5 thảo luận một cái nửa cái. Tuy nhiên như thế Bảo Ninh nửa cái cũng chẳng cần. Cớ sao? Giàu hiềm ngàn miệng thiếu, nghèo hận một thân nhiều. Đồng chí, sư thượng đường nhắc, hòa thượng Hạo ở Ngọc Tuyền nói: "Tuyết tuyết mảnh mảnh chẳng rơi chỗ khác, định tháng chạp lại theo, năm sau tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Như trước chẳng thôi, chết lạnh chết đói, khỏi bảo nói hồ nói loạn." Sư bảo: "Chẳng phải mắng người cũng chẳng tán thán, cao xuất lâm tế đức sơn, chẳng giống dân cư La Hán. Hãy nói Ngọc Tuyền ý chỉ thế nào?" Sư im lặng giây lâu nói: "Chỉ được tuyết tiêu đi, tự nhiên xuân lại về. Sau sư thị tịch ở Bổn Sơn, trà tỳ lưỡi và tim không cháy." 47. Thiền sư Tổ Giác ở Hoa Nghiêm, Trung Nham. Sư họ Dương, quê ở Gia Châu, thuở nhỏ thông minh, sách sử qua mắt thành tụng, viết sách bài Phật giáo. Bỗng thấy ác cảnh hiện, sư liền hối cải đi xuất gia. Sư nương theo thiền sư Năng ở Huệ Mục. Chưa bao lâu bị bệnh ung thư ở đầu gối, 5 năm mà trị chẳng lành. Nhân sư viết Hoa Nghiêm hiệp luận xong, ban đêm mộng thấy điềm lạ, sáng ra bỏ gậy đi bộ. Một hôm sư tụng đến phẩm Hiện Tướng nói: "Thân Phật không có sinh, không đứng cũng không đi, chốn chốn đều thấy Phật." Sư liền ngộ tông chỉ kinh Hoa Nghiêm. Gặp khi sư đang tăng tịch, phụ soái thỉnh giảng ở Thiên Bồ Đường. Sư giảng lời lẽ khoáng đạt, cả chúng đều kính phục. Chợt thiền sư Tỉnh ở Nam Đường đi qua cửa, báo sư rằng: "Xem thầy giảng nói vượt cả mọi người, rất tiếc chưa lìa tướng văn tự. Nếu đi hỏi đạo ở xứ ngoài, tức là Chu Kim Cang hiện nay." Sư vui vẻ bãi giảng, nam du. Sư nương Viên Ngộ ở Trung Phụ. Một hôm sư vào thất, Viên Ngộ nhắc La Sơn nói:
Khi có nói chặn đầu cọp, nắm đuôi cọp, dưới câu thứ nhất rõ tôn chỉ. Khi không nói thấy bầy máy nhọn như đồng điện chớp, làm sao hội? Sư không thể đáp, ngày đêm tham cứu, bỗng nhiên có tỉnh. Sư làm kệ trình Diên Ngộ. Nhà ở đỉnh Cô Phong, hàng năm đóng nửa cửa, tự than thân đã già, kể sống giao con cháu. Diên Ngộ xem Hứa Khả. Hôm sau giao thất, Diên Ngộ lại hỏi: hôm qua công án thế nào? Sư nghĩ đáp. Diên Ngộ liền hét bảo: Phật pháp chẳng phải đạo lý này. Sư lưu lại 5 năm lại càng mê muộn. Sau sư đến chùa Thê Hiền ở Lô Sơn xem bộ Luận Tỏa Chấp của thiền sư Diễn ở Phù Sơn, đến câu: nếu nói ngộ có thần sơ, đâu có trong rừng chiên đàn lại sinh cỏ thối. Sư hóa nhiên khế ngộ, làm kệ gửi Diên Ngộ rằng: ra rừng như cũ vào bồng hao, lưới trời lồng lộng trốn được nào? Ai tin nghiệp duyên không thể trốn, trở về chẳng sợ lời nói cao. Diên Ngộ rất vui, đem đến bảo chúng: giác hòa nghiêm đã triệt dậy. Sau sư trụ diện, có vị tăng hỏi: tối sơ Phật Oai Âm Dương, rốt sao Phật Lâu Chí, chưa biết tham thấy người nào? Sư đáp: nhà ở thành Đại Lương, lại hỏi đường Trường An. Tăng hỏi: như Đức Sơn gánh bộ sớ sao, đi hành cước ý ở chỗ nào? Sư đáp: đè dở trong mắt ông. Tăng hỏi: cùng hòa thượng ngộ tông chỉ Hoa Nghiêm cách nhau bao nhiêu? Sư đáp: đồng đường chẳng đồng dấu. Tăng nói: ngày xưa Đức Sơn, ngày nay hòa thượng. Sư đáp: trời chiều về tây, nước chảy về đông. Sư thượng đường nhắc: hòa thượng Thạch Sương Thiên Quá, chúng thỉnh thủ tọa nối tiếp trụ trì. Thị giả Kiền hỏi công án, sư nói: chỗ tông sư đi như lửa đốt băng, thấu qua cổng thì phi, toàn cơ quên được tột đạo. Thủ tọa kẹt ở một sắc, thị giả tri kiến dược thầy, đáng gọi thể diệu mất tông, toàn mê hướng bối. Đầu chẳng biết thủ tọa như cò trắng đứng trong tuyết phẩm, loại chẳng đồng. Thị giả dường chim phượng bay trong không, chẳng dính lưới vàng. Một người đứng trên chót vót núi cao, một người đi tận đáy biển sâu. Mỗi vị tự theo phương mà đến, đồng hội trong thành cửu trùng. Hiện nay cần biết hai người này chăng? Sư dựng đứng phất tử lên nói: rồng nằm đầm biết gió ầm ầm. Sư hạ phất tử xuống nói: hạt về không rộng lưng mài trời. Có vị tăng hỏi: thế nào một hét như kim can dương bảo kiếm? Sư đáp: máu đẫm phạm thiên. Tăng hỏi: thế nào một hét như sư tử ngồi xóm? Sư đáp: chồn quang quảng hốt. Tăng hỏi: thế nào một hét như sào giò bóng cỏ? Sư đáp: nghiệm được xương của ông. Tăng hỏi: thế nào một hét chẳng có dụng một hét? Sư đáp: phải nên biết rõ người cầm kim, chớ nói oan ương lông cánh tốt.